hot deal. Ôi dồi ôi, con này bự lắm, nó bự kinh khủng luôn á. Mấy con này chị? Ừ, 4 con. Thì cho em một con này. Cái cỏ này cao quá này nên là che hết nó, chỉ nhìn mỗi cái mỏ được thôi. Chán quá. Thấy được? Thấy được chị, rõ luôn con này. Ừ. Mỏ con này lạ lắm. Mỏ lạ lắm. Màu nó cũng to. À. Nhìn rất rõ luôn, chị nhìn thẳng vào con đấy. Đấy đẹp không? Nó mò quá. Tiếng Anh là gì em quên. Mà sao cũng đúng ba con này luôn vậy trời. Sao chị thấy ở tuốt trên kia? Trên kia cũng bữa hôm qua cũng ba con. Chắc nó để lên tay. Con này chế độ là ba mà mình đứa, đi. Mình đi cũng xa lắm rồi đó. Mà không lẽ ba con cùng được. Ủa cái con vằn kìa, nó chấm 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 nè. Trời sao sao nhẹ nhàng với em thôi. Em còn nhỏ mà. Đánh nhau kìa. Ôi trời khổ thân nó kìa. Đây cho em quay cái đánh nhau coi. Đừng để cho nó đánh, nó chết chứ còn mấy gì. No way. Kìa thì tự nhiên mà kệ nó thôi. Ừ. Gạo đang được mà, cho đang gạo đi. Chùm cháy không hết, cơm cháy nhà mình nè. Ừ. Thì nó khát nước, còn chết. Ừ. Thì cháy này khát nước lưỡi không hết. Áp hết các em này vào người. Giỏi, ngoan, giỏi. Huấn luyện luôn. Đẹp quá, đúng không? Em ăn cái gì đó, thank you, chị. Con cái cổ đỏ, con cái biếu đỏ, biêu đỏ, biêu, biêu. Cái biếu mà cái biểu đỏ Malibu hả, chưa không phải Malibu đó, với cái biểu đỏ nữa chưa. Wow. What's the name again? Jack. Yes. What's your name? The name is Marabou. Oh, Marabou. Marabou Stork. Stork family. Stork là con cò đó. Marabou Stork. Ok, thank you. Bird is a lilac-breasted roller. Oh man. The colorful bird. Uh-huh. Sorry,
just made the name again. K-O-R-I. Okay. Pasta. Pasta. Pasta giống như là ăn đồ ăn Ý. Pasta is the food. For you. B-U. Ui dồi ôi, chứ nhìn em. Không, ý là đé là ý là mình muốn quay á chị. Là rõ ràng người ta đốt chứ không phải là bị cái kia nó nãy nó hỏi rồi, nãy hỏi rồi. They burn it in bubbles to make the rice roll every and higher, better. That is their bubbles. See? Old male. Female otter. This is a young male. Oh, young male, so that means okay. The black is male and the gray is female. Oh, black is male, gray is female. Trời ơi, Việt Nam mình cái lông nó ba te tu hết, tại cũ nhiều quá. Mới đầu chị cũng tưởng nó không có cái sắt để bám, chị đừng bám vào cổ cơ. Thế nên là không bao giờ mình nghĩ, không bao giờ quá, mình nghĩ mình cưỡi con này. Là nó thay sống một cặp, thì thường á một con sẽ đi kiếm ăn, một con ở nhà ấp trứng. À. Thì con này đang kiếm ăn nè. Đây con female nè. Mà đa số con đực sẽ ở nhà ấp trứng, con cái sẽ đi kiếm ăn. Nó đang coming. Jack, how long they can live? Nó sẽ đến bên mình đấy. Jack, yes. How long they can live? Ten? Only ten. Thank you. Coming, coming. Because when one is 3 years old, it's full grown. Full? 3 tuổi thì full gì? No. Full grown. Là có cặp bồ được rồi đó. Mày có cần chần chừ vậy không mày? À, full grown. Chick nè, với lại crow, ray, crow, ren. Crow, ren, a small baby. And the chick. The couple and the chick. Ôi chị. Nó đang ăn. Thank you.
rồi, lỗ mấy lần đi lần mấy ngày trước mới tới là thấy mấy cái này nhỏ nhỏ, cái tưởng là rơm nó dướng vô. Đó, có lỗ ra vô được nè. Đây, có lỗ luôn á chị. Mình thấy còn xuyên nắng quá. Hay ha. Hay à, con trên kia có cái lỗ đây. Loài cao. Mấy con này dạng rồi. Mấy con này quá dạng. Đây cho này ăn không bạn? Ừ, hình như vậy. Tranh giành địa bàn hay tranh giành gái trai gì đó thì mình không biết. Vệt vệt, cái cây tụi nó phịt nhau sao. Đây kìa, một đứa nó nằm ngủ kìa, nó coi chân nó ngủ kìa. Con chân ngủ kìa. Con chân ngủ kìa. Con chân ngủ kìa.